Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình làm một cái vlog này với một cái vấn đề, đó là nhiều anh em hay thắc mắc, là hay hỏi là tại sao xe ngày nay hiện đại hơn, công nghệ hơn, rồi nhiều chức năng hơn, rồi làm được từ những cái máy móc công nghệ hiện đại vượt trội hơn ngày xưa. Đó, như anh em coi những cái clip mà người ta thiết kế xe làm những dây chuyền rất là ok, nhưng mà tại sao xe ngày nay nó lại không có bền được như xe ngày xưa. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip để giải đáp thắc mắc cho anh em mình ha. Tại bữa nay dịch rảnh mà. Rồi, cái điều đầu tiên mà Minh muốn nói với anh em á, là đó là những cái thứ mà mình đúc kết được. Đó, cái quan điểm cá nhân của mình. Còn những anh em nào mà có những ý kiến nào hay á, thì cứ đóng góp bên phía dưới nha. Thì cái điều đầu tiên như mình nghĩ á, đó chính là chất liệu. Chất liệu làm nên con xe thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn về cái độ bền của một con xe đó. Ví dụ như là những năm 1980, 1990 thì người ta làm ra những con xe đầu tiên. Rồi những con xe đó sẽ làm những chất liệu tốt nhất có thể. Ví dụ như chiếc Honda trước mặt anh em đây nè. Đó, thì cái kiểu dáng này, kiểu dáng xe cổ ngày xưa, thì người ta làm ra những chiếc xe đầu tiên, người ta sẽ làm lên những chất liệu bền nhất có thể. Đó, thì còn ngày nay á, thì theo mình cảm thấy á, thì ví dụ như là xe mới bây giờ đi, ví dụ chiếc Wayanfa bây giờ đi, những chiếc xe mới bây giờ thì mình đi một thời gian á nha, thì cái phuộc nè nó sẽ bị chày, rồi nó sẽ bị chóc sơn, hoặc là đi một thời gian dàn áo nó sẽ bị kêu ọp ẹp, đúng không cameraman, đúng không? Đi một thời gian là dàn áo nó sẽ kêu nè, rồi có hay có những lỗi vặt, lỗi nhỏ, đúng không? Bây giờ anh em rồi hay nói là hay bị lỗi vặt, xe hay bị lỗi nhỏ rồi đó, xe nào cũng có lỗi đó. Còn về mà nói về mà chất lượng của xe á nha, thì các hãng với nhau á, ví dụ như các hãng Yamaha, Honda, Suzuki thì cái độ bền của nó cũng chênh lệch ít thôi, chênh lệch xem nhau thôi, trừ cái ông China ra, cái ông chị Na đó, thì cái ông đó là độ bền của ông thì dở là khỏi phải nói rồi. Rồi bây giờ mình đi thêm vấn đề nữa, thì nhìn chung á anh em, thì chất lượng xe ngày nay kém xa xe ngày xưa, nói vậy đó. Nhưng mà một cái đáng chú ý á, mình muốn nói cho anh em nghe ở đây là gì nè. Xe ngày nay á, anh em mua vì cái gì? Có phải là anh em mua vì nó mẫu mã đẹp, rồi mã lực cao, rồi thời trang, màu sơn đẹp đó, rồi nhiều công nghệ, đúng không? Anh em thấy đúng không? Thì vì những cái điều kiện đó thì người ta mới phát triển hơn. Người ta phát triển hơn là người ta sản xuất ra một cái con xe mà gọi là nhiều công nghệ đẹp. Ví dụ như những con xe ở đây, ví dụ như là R15, V3 bự đẹp, màu sơn bắt mắt, kiểu dáng đẹp. Đó, thì nhà sản xuất người ta sẽ suy nghĩ là bây giờ mình phải làm sao để cho chiếc xe nó vừa đẹp vừa rẻ mà dễ tiếp cận đến người tiêu dùng. Đó, thì đặt trường hợp, đặt cho anh em nha, bây giờ nhà sản xuất lại cái mẫu xe này, ít công nghệ như này, bền như này, thì liệu có bao nhiêu anh em mua xe này, hay là anh em sẽ đổ xô đi mua Winner X này nọ, cái thứ Winner X, Sirius, Wayanfa rồi này nọ, thì anh em sẽ chọn những con đó. Thì những con này vẫn có người mua nha anh em, nhưng mà số lượng rất là ít, người ta sẽ chạy theo cái đời mới và rẻ hơn đó. Cái đó là điều anh em đáng lưu ý. Hiện tại bây giờ thì anh em thấy so với mà những người chơi xe ngày xưa á nha, thì xe bây giờ phải nói là cực kỳ rẻ luôn, và ai cũng có thể mua xe. Khẳng định một câu là ai cũng có thể mua xe và ai cũng có một chiếc xe. Không giống như xe ngày xưa, một chiếc xe nó rất là mắc anh em. Một chiếc xe hả anh em mua hả, là anh em ví dụ như là độ tuổi cỡ mình đi, thì anh em về hỏi anh em hoặc là hỏi ba mẹ mình đó, hồi xưa mua một chiếc xe là biết bao nhiêu cây vàng. Có phải nói là như ba mình chia sẻ ngày xưa là mua một chiếc Dream Thái là đã bằng mua một miếng đất bự ơi là bự luôn á. Đó, cái đó là điều mà mình chia sẻ với anh em, mua miếng đất bự là bự, mà không phải ai cũng có thể có tiền để mua xe. Có nghĩa là một nhà hay là nhiều hai ba nhà chỉ có người có một chiếc xe Honda Cup hoặc là Honda 67 hoặc là đó,
hoặc là xe rim Thái như Ba Minh chẳng hạn. Còn bây giờ là xe người ta sản xuất ra là vừa rẻ nè, so với giá hồi xưa thì rẻ nè, dễ mua nè, nhiều công nghệ nè, nhiều màu sơn nữa. Xe bây giờ là có ABS, rồi có phun xăng điện tử, rồi có Lipper Plus, tùm lum một đống công nghệ luôn, mà thực chất là giá nó lại rẻ hơn ngày xưa. Thì người ta sẽ làm những gì? Thì người ta sẽ làm những vật liệu nó rẻ hơn ngày xưa. Thì anh em hiểu nôm na là vậy. Với lại bây giờ công nghệ hiện đại nó phát triển rồi, thì cái người ta sẽ là sử dụng vật liệu tái chế, là người ta lấy những cái vật liệu cũ để người ta tái chế lại để người ta làm xe. Và một số thứ nữa là người ta tìm ra những nhà sản xuất á, những nhà kỹ sư, người ta tìm ra những cái nguyên liệu mà gọi là nguyên liệu người ta sẽ pha vô để giảm chi phí, giảm giá thành nhiều hơn. Đó là những cái mà nó khiến xe ngày nay rẻ hơn, và nó cũng góp một phần là nó sẽ không bền như ngày xưa. Một cái mà anh em mình nói chuyện cho vui á, đó là bây giờ mà người ta sản xuất ra chiếc xe mà 10 đến 15 năm, 20 năm mà chạy chưa hư á, thì người ta bán cho ai? Đúng không? Một chiếc xe mà chạy như đó mà bán cho ai? Nói giỡn thôi, chứ giờ xã hội ngày càng phát triển và cái cách chơi xe của những anh em ngày càng phát triển. Như mình là mình nhìn theo một cái khoảng thời gian dài đi, nó rất là khác xa cách chơi xe ngày xưa. Ở ngày xưa á, là mọi người ta chơi xe á, nó là một chiếc xe gọi là một cái gia tài á. Người ta gọi là một chiếc xe là thời hồi xưa là một chiếc xe là cả một gia tài đó. Còn bây giờ cách chơi xe là khác rồi. Cách chơi xe bây giờ là thời trang, hiện đại, phong cách. Một chiếc xe á, nó có thể là khẳng định một cái gọi là một cái cá tính của mỗi người. Ví dụ bạn thích thoải mái thì bạn đi naked nè đó. Bạn thích tốc độ thì đi sport bike. Còn những bạn mà thích kiểu như là đang vâu, anh ơi đi trốn với anh, thì đi những chiếc cruiser, búp bê rồi đó. Những chiếc mà nhìn kiểu hơi cổ điển chẳng hạn đó. Nhưng đó rồi, đó là những cách mà chơi xe bây giờ rồi. Những bạn mà gọi là racing boy đi chẳng hạn đó, thì tuổi trẻ mới lớn thì người ta đi những con xe gọi là độ trái, rồi sơn những màu sắc gọi là bắt mắt đó. Rồi một phần nữa là cũng góp phần cho anh em nói là sơn ngày xưa tốt hơn sơn bây giờ. Thực sự mà nói, ngày xưa đâu có bao nhiêu màu sơn đâu. Đâu ngày xưa có anh đem đến một đầu ngón tay có 2, 3, 4 màu sơn à. Thì những màu sơn đó người ta công nghệ, người ta làm cho nó gọi là chắc chắn, chắc cú đi. Nó ít màu sơn. Còn bây giờ anh em thấy không, đủ thứ màu sơn như xung quanh anh em nè, đếm mà một đống màu sơn luôn. Thì có những sơn hãng nó cũng bền, nhưng mà có những sơn là kiểu như là đại lý người ta về ta sơn lại thì chất lượng nó sẽ không tốt, tại nhiều màu quá mà người ta sẽ phối màu nhiều, thì đương nhiên là nó sẽ không bằng cái chất lượng của xe ngày xưa. Thì nói tóm lại á, là bây giờ là cái anh em chơi xe bây giờ rất là giàu, không biết là giàu hay là do xe bây giờ nó rẻ dễ mua. Nhưng mà theo mình thấy cứ 1-2 năm là có người ta lại đổi xe khác, 1-2 năm người ta lại đổi xe khác. Thì chính vì vậy mà hãng người ta lại ra những cái thiết kế mới, rồi những cái công nghệ mới. Giống như là Winner hồi xưa là không có ABS, nhưng mà sau này người ta lại ra Winner ABS để cho anh em có nhiều sự lựa chọn và anh em lên đời xe. Thấy bây giờ là mấy bạn trẻ bây giờ là, hay là những người có điều kiện hay là cái gì đó, hay là đam mê xe, là cứ 2-3 năm là đổi một xe. Thậm chí có những người á, em thấy cameraman là những anh em qua bên mình chơi á, cứ một tháng mười mấy ngày là đổi xe cũng có nữa, đúng không? Có người 4 tháng đổi 4 chiếc luôn. Đó, bây giờ là cái người ta sức làm người ta nhiều, điều kiện người ta nhiều, người ta muốn trải nghiệm nhiều dòng xe, cho nên chính vì vậy đó thì hãng người ta cũng thiết kế ra nhiều dòng xe đó cho anh em đổi luôn. Còn một cái điều quan trọng nhất á, đó là do, theo mình nghĩ đó nha, đó là do người sử dụng xe, dẫn đến một phần là chiếc xe bây giờ nó vẫn kém bền. Đó, như ngày xưa anh em biết thì mua một chiếc xe rất là khó khăn. Rồi đường xá nó cũng không có thông thương như bây giờ. Rồi khi người ta mua một xe thì anh như nãy ý mày mình nói, một con xe nó là cả một cái gia tài, thì người ta sẽ rất là bảo quản, giữ gìn nó. Không có giống như bây giờ mà lăn quăng cà lóc, đâu. Tại vì anh em thấy những xe bây giờ nó đã trải qua thời gian, người ta lấy ra người ta cày thôi. Chứ ngày xưa mà ai mua xe về mới, tự ngày nào cũng lao rồi để nhà dựng chân, hoặc là
đi từ như ba Minh, một người chơi xe ba Minh này đi vòng vòng trong thị xã, hồi xưa là thành phố ta gọi là thị xã, đi vòng vòng xong rồi về cất xe lau sạch lén o luôn. Nói chung là hồi xưa người ta gia tài nên ta giữ rất là kỹ, cho nên một phần là do cái người như vậy á thì xe nó vẫn bền hơn. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì nói thì vẫn có những anh em giữ xe, nhưng mà đa số xe người ta chạy nhiều đó, người ta chạy rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì đường xá rất là đẹp, rồi bởi vì có trào lưu phượt thủ này nọ đó, người ta đi nhiều. Phần ảnh hưởng đấy là xe nó mau hư thì đi nhiều là xe mau hư thôi. Rồi một phần nữa là điều kiện thời tiết nè, giống như là thành phố Hồ Chí Minh mà mình đang ở nè, chạy xe ra đường thì hay là đông người quá nó hay kẹt xe thì vẫn đó hiện tượng là xe nó nóng máy rồi này nọ, rồi nó mau hư hơn, cái tuổi thọ nó sẽ giảm xuống hơn nhiều hơn đó. Rồi ngập lụt nữa, ngập lụt là một cái yếu tố mà dẫn đến là xe là hay chết bugi, chết máy rồi này nọ đó anh em coi trên thời sự hàng ngày đó. Nó một điều kiện là gọi là điều kiện thời tiết, rồi do đông người quá cho nên bây giờ xe nó cũng giảm một phần xuống. Hoặc một phần do mấy bạn này do cách chơi xe nữa. Hồi xưa làm gì mà có vụ mà dán dán đồ gắn gắn đồ vô đâu, tháo đồ đâu. Hồi xưa người ta gọi là, những người xưa ta gọi là ốc zin này nọ, xe zin là do giá trị. Nhưng mà bây giờ anh em gắn đủ thứ, có nhiều anh em gắn những cái gọi là đồ lô hoặc là những cái mà gắn tùm lum nó không có cần thiết anh em. Nên là không có cần thiết, ví dụ như dán tùm lum tà la đủ thứ màu mè á, thì phần đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng sơn của xe nữa. Rồi một phần nữa là do cách chạy, bây giờ xe nó mua quá dễ anh em, phải nói là bây giờ là xe phải nói anh em là mua quá dễ. Cho nên là sao, những thanh niên mới lớn, mình ngày xưa là mình cũng là thanh niên mới lớn, mua xe quá dễ là chạy phá, rồi đua bơi. Rồi hồi xưa là hiếm lắm có mấy trường hợp mà gọi là dở đầu đi vòng vòng thành phố trong phố lắm. Tại bây giờ xe người ta quý mà. Bây giờ từ thời mà 2000 mấy là bắt đầu có những dở đầu rồi, bốc đầu rồi đó. Thì đương nhiên anh em, xe không có nhà sản xuất nào mà ra khuyến cáo anh em là chạy xe bốc đầu là xe nó sẽ ngon hết đó. Đó, nhưng mà mình bốc vẫn bình thường, nhưng mà mình chạy mà phá xe bốc đầu dở đít dở đuôi rồi đó, thì nó một phần nó vẫn ảnh hưởng đến cái kết cấu của con xe, thì nó sẽ làm cho con xe mình nó giảm tuổi thọ xuống một phần rất là nhiều. Đó là những cái mà do cái người sử dụng á, nó cũng là một phần ảnh hưởng tới những con xe. Và một phần nữa là cũng là do những chiếc xe bây giờ nó có nhiều công nghệ quá thì nó dễ gặp lỗi. Do người ta sử dụng, người ta cũng chưa có biết, cái người sử dụng người ta cũng chưa có biết sử dụng nhiều cái công nghệ trên xe nó. Đó, cho nên là một phần cũng là do người sử dụng của chính chúng ta đã làm cái con xe ở hiện đại này nó giảm tuổi thọ so với xe của ngày xưa. Quên nha anh em, xíu nữa là quên một cái yếu tố rất là quan trọng làm cho xe bây giờ nó dở hơn xe ngày xưa, đó là yếu tố gì em biết không cameraman? Em đoán thử coi. Bốc đầu. Cái nãy anh nói rồi. Thế thì không biết. Không biết hả? Một cái yếu tố rất là quan trọng, anh em cứ nghĩ sao, anh em hãy đoán thêm là tại sao bây giờ nó lại dở hơn ngày xưa, là một yếu tố nó nằm trong con xe đó em. Nó nằm mà trong cái mà em mà hàng ngày em sử dụng, biết không? Nhớt. Đúng rồi. Hồi xưa rất là ít hãng nhớt, nhưng mà hãng nào cũng nhập, đúng không? Ít hãng nhớt, người ta sử dụng có một loại nhớt à. Bây giờ quá trời hãng nhớt thì đồng nghĩa tới việc là nhớt gì? Dạ. Nhớt giả, đúng rồi, anh em đổ chúng nhớt giả thì nó cũng ảnh hưởng đến một phần, với lại xăng nữa. Anh em lên báo lên mạng đi, xăng giả nhớt giả tràn lan luôn. Minh là một người đã từng bị ở ngoài Mai Chí Thọ, ngoài Sa La, anh là bị ngồi Mai Chí Thọ Sa La. Đang đi nửa chừng hết xăng, kiểu đổ xăng vô, nó đổ xăng pha cái gì để chạy khúc xe tắt máy luôn. Rồi ra tiệm phải rã hết xăng nó ra rồi xúc bình xăng rồi đó, rồi mới chạy được đó. Minh là một người bị rồi. Với lại á, một phần là bây giờ thợ sửa xe, bây giờ hồi xưa thì đa số thợ sửa xe là ta học nghề á, ta có tâm lắm. Thợ sửa xe bây giờ là bùa xe, rồi cái gì rải đinh đó, rồi gắn đồ tùm lum vô đó. Thế nên là cho nói bây giờ là đó là một yếu tố là kiểu là do là con người hại con người, đúng không, khiến cho những chiếc xe ngày nay nó kém bền hơn xe ngày xưa là vậy đó. Đó là những cái mà mình đúc kết lại chia sẻ đến anh em.
Đó, thì đương nhiên thì nó sẽ thiếu đi, tại vì rất là nhiều yếu tố ngoại lực, nội lực tác động lên con xe. Ví dụ ngày nay đó, anh em gây lộn với bồ đạp xe, xe nó cũng hư vậy. Đó, cho nên nói là anh em có thêm những yếu tố nào thì mình comment phía bên dưới á, để chúng ta góp ý rồi cho nó vui vui đó, về cái trao đổi rồi thảo luận đồ bà tám đồ cái mùa dịch này nè, cho nó vui vui. Rồi, sẵn tiện đây mình sẽ cho anh em xem một số mẫu xe mà mình hiện tại là còn ha. Z8 Candy biển số thành phố, rất là đẹp luôn. Quay cho anh em xem. Z8 Candy, màu này rất là hiếm nha anh em. Đó, biển số thành phố, odo 16K, xe rất là đẹp, bôn móc luôn. Để cho anh em nghe tiếng bồn. Hai chìa khóa zin đầy đủ luôn nha anh em. Đó. Đèn led luôn nha anh em. Rất là lực. Đó, đèn led đồ này nọ kia khác luôn. Rồi còn R15 màu xanh nè. Hai chìa khóa zin đầy đủ luôn. Con này thì bán cho anh em, ví dụ anh em mùa dịch này thì con này là 2 tháng 8 2020 nha anh em. Mua tháng 8 2020. Hai chìa khóa zin đầy đủ luôn nè, quay gần cho anh em xem. Đó. Và chìa khóa mã đầy đủ luôn. 52 triệu cho anh em chơi luôn nha. Biển số xe 18 nha anh em. Xe này một đời chủ thì có thể đút gốc hay anh em làm gì cũng được, ủy quyền hay gì cũng được. Rồi có con BMW 310R nè. BMW 310R anh em có thể lên mạng tham khảo nha. Con này là mua mới á, là tới 200 triệu luôn. Con này cũng đời 2020 luôn, cũng hai chìa khóa zin đầy đủ luôn. Odo cũng mới mấy ngàn thôi. Là anh này là chủ xe kẹt tiền bán nè, mình bán lại cho anh em là 116 triệu. Một con BMW 310 tiết kiệm xăng nó rất là bền. Anh em chạy là anh em sẽ biết là cái đỉnh cao của BMW liền. Xe BMW bền lắm anh em, mà tiết kiệm xăng lắm. Còn Z300 này là do kẹt dịch nha anh em, kẹt dịch không gửi cho anh em được. Chứ mà hết dịch là cũng ráng đi gửi cho anh em rồi. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha. Xe này thì hai anh em kẹt dịch nè, không có lên lấy được nè. Còn xe này là xe ngành. Rồi, bye bye anh em.